Khi mới bắt đầu cuộc sống đơn giản, người ta thường chỉ nghĩ căn nhà là nơi che nắng che mưa. Nhưng khi có điều kiện, theo đà sống văn minh, người ta mới nảy ra ý định trang trí nội thất, đặc biệt là nhà bếp, không còn phải chỉ là nơi cung cấp những phương tiện nấu nướng, mà thật sự là nơi để phô trương nét thẩm mỹ của gia đình. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp, đã có hơn 10 năm thành công lớn trên thị trường Mỹ nhờ những thiết bị hiện đại, đầy sáng tạo, an toàn và sang trọng. Nhà bếp là nơi người mẹ, người vợ nấu cho chúng ta những bữa ăn hàng ngày. Nhưng thi sĩ Tản Đà đã nhấn mạnh, thức ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, cũng không ngon. Xin hãy để 405 Cabinets lo cho quý vị căn nhà bếp toàn hảo. Đối với 405 Cabinets thì kỹ thuật và mỹ thuật đều quan trọng như nhau.